Ngày 19 tháng 12, trên địa bàn huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hai người bị ngạt khói dẫn đến tử vong. Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 0 giờ 47 phút rạng sáng ngày 19 tháng 2 tại tiệm điện gia dụng HG, đường tỉnh 926, xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Phong Điền đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chở phương tiện cùng 20 cán bộ chiến sĩ. Phòng BC07 điều động đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực trung tâm gồm 1 xe chữa cháy, 1 xe bom, 1 xe chỉ huy cùng 18 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy. Đến 2 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Vụ hỏa hoạn khiến hai người trẻ 9 và 12 tuổi bị ngạt khói dẫn đến tử vong. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.